Em nghe được chưa ạ? Bây giờ nghe được rồi ạ. Ôi ạ. Hôm nay cô không vào được và qua đường đại học công nghiệp nên cô không phải là hot, cô không có quyền hành gì ở trong cái phòng Zoom này cả. Cô như các em, cô phải đi vào từ ngoài. À, chúng ta tiếp tục bài tiếp theo nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học về URT. Cái slide này thì cô đẩy lên hệ thống rồi đấy. Thế chúng ta học cái điều khiển rồi, chúng ta biết rồi, đây là cái bộ truyền nhận nối tiếp không đồng bộ. Hầu như là ở trong bất kỳ con vi điều khiển nào nó đều có cái giao tiếp URT này. Tức là đây là một cái chuẩn giao tiếp cho phép các bạn truyền nối tiếp. Thường thì trước đây nó có cả song song đấy. Tức là truyền vừa nối tiếp vừa song song dữ liệu từ vi điều khiển này đến vi điều khiển khác, hoặc là từ các cái khối này đến một con vi điều khiển, hoặc là từ vi điều khiển đến máy tính, vân vân. Thế tuy nhiên thì các cái chuẩn giao tiếp song song thì đến thời điểm bây giờ thì cô cũng chả thấy còn có cái giao tiếp nào mà nó truyền dữ liệu song song nữa, mà toàn là truyền dữ liệu nối tiếp cả. Thì cái URT này về lý thuyết là nó có cả truyền song song, nhưng mà bây giờ nó cũng chủ yếu cũng chỉ truyền nối tiếp thôi, nó cũng chỉ có hai cái dây này thôi. Đấy, một là tức là về cơ bản thì cái giao tiếp URT này nó sẽ có ba cái dây nối này. Đấy, ba chân đúng không? Một chân là TX là transmit, một chân RX là receive và một chân MAC nối chung. Đấy, thế thì khi mà đấu nối ấy thì cái chân TX của bên bên truyền đúng không? Đây là bên truyền sẽ nối với cái chân RX của bên phát. Bởi vì là ở bên phía tay trái này mà truyền thì bên tay phải nó sẽ là thu. Thế, thế còn chân RX của bên truyền sẽ được nối với chân TX của bên phát. Thì cái này nó sẽ cho phép các bạn là truyền dẫn dữ liệu thông qua hai cái dây này. Khi nào bạn truyền thì bạn truyền qua chân TX, còn khi nào bạn nhận thì bạn nhận qua chân RX. Đấy. À, thế ở đây ấy, thì khi mà truyền, bởi vì cái dữ liệu ở đây nó là bất đồng bộ, có hai cái cách thức truyền, một là truyền đồng bộ, hai là truyền không đồng bộ. Thế truyền đồng bộ thì cái việc mà truyền đồng bộ ấy, thì thông thường là các bạn sẽ phải mã hóa bằng các cái mã rất là chặt chẽ thì các bạn mới truyền được dữ liệu, bởi vì bạn phải xác định đâu là bit đầu và đâu là bit cuối. Thế còn ở trong cái truyền thông không đồng bộ thì các bạn sẽ phải xác định được cái format truyền dữ liệu, tức là hay nó khác đi là cái khung truyền dữ liệu của các bạn. Thì thông thường ở trong cái chuẩn URT này, cái khung truyền dữ liệu của các bạn nó sẽ gồm là thường thì là bạn đặt nó là 8 bit. Trong đó là bit đầu tiên gọi là bit start. Đấy. Sau cái bit start nó sẽ là 5 bit hoặc là 6 bit dữ liệu. Đấy, sau cái bit dữ liệu thì có một cái bit gọi là bit chẵn lẻ. Cái này bạn bạn có thể có thể không. Đấy. Cái này do thiết lập của bạn nhé. Tức là thường thì nó có bit chẵn lẻ này, bit kiểm tra chẵn lẻ. Bit này để làm gì? Đấy, tí nữa sẽ sau nhỉ. Thế và một bit cuối cùng là bit stop, tức là xác định được đây là hết khung truyền. Như vậy là thông thường thì một khung truyền của các bạn nó gồm có 4 cái nội dung như thế này. Thế trong cái chuẩn truyền thông qua này của các bạn ấy thì có một số các cái tham số mà các bạn cần phải quan tâm. Cái tham số thứ nhất là cái tốc độ bao. Cái tốc độ bao được tính là số bit truyền được trong một giây. Ở cái truyền nhận không đồng bộ thì bên truyền và bên nhận của các bạn sẽ phải thống nhất cái tốc độ bao này. Tức là bên truyền là truyền với tốc độ là bao nhiêu thì bên nhận nó phải nhận với tốc độ là bấy nhiêu. Cái này nó liên quan đến cái xung clock của bạn. Tức là nó liên quan đến cái xung cái dữ liệu của bạn ấy, một bit ấy, nó sẽ dài bao nhiêu giây ấy.
Do đó là cái tốc độ này của các bạn là bên truyền mà truyền với cái nào thì bên bên nhận nó phải nhận cái đó. Còn nếu như mà bạn mà đặt bên truyền một đường, bên nhận một đường thì cái dữ liệu mà bạn truyền ấy thì bên nhận người ta sẽ không nhận được, hoặc là nhận được thì nó cũng sẽ hiểu sai cái nghĩa của nó đi rồi. Đấy. Thông thường thì cái tốc độ bao hay được sử dụng để giao tiếp với máy tính là 600 này, 1200 này, vân vân, thì thường ở đây các bạn hay dùng nhất là 9600 này. Đấy. Hoặc là 11000. À đâu, 115000. Cái này tính là bao, đơn vị tính là bao. Cái khái niệm thứ hai là cái khái niệm khung truyền, gọi là frame. Thì ngoài cái việc giống nhau của hai cái tốc độ bao thì cái bit truyền nhận dữ liệu của các bạn cũng phải được cấu hình, cái khung truyền này cũng phải cấu hình giống nhau. Đấy. Thế thì ở đây ấy là như cô vừa mới nói là cái khung truyền của các bạn nó sẽ có bốn nội dung đúng không? Bit start này, data này, bit stop này, bit kiểm tra chẵn lẻ. Tuy nhiên là số lượng bit start của bạn có thể thay đổi. Đấy, hoặc là số lượng bit stop thay đổi, hay là bit chẵn lẻ này cũng có thể thay đổi, tức là số bit ở trong mỗi một cái nội dung này có thể khác đi. Nhưng mà khi mà bạn thiết lập, bạn cấu hình cho nó thì bên phát bạn cấu hình bao nhiêu bit start thì bên kia sẽ phải bấy nhiêu, bên thu sẽ phải cấu hình đúng y như thế về cái khung truyền, thì khi đấy bạn giải mã nó mới đúng. Còn nếu mà bạn đặt sai khung truyền thì bên kia giải mã nó sẽ sai, dữ liệu nhận được thì nó giải mã sai, ta sẽ sai. Đấy là cái khái niệm thứ tiếp theo. Thế trong cái khung truyền của bạn ấy thì cái bit start được tính là bit đầu tiên được truyền ở trong một cái khung truyền. Bit này nó có chức năng là báo cho bên nhận biết được là gì, đây là bắt đầu một khung truyền đấy, đúng không? Thế cái đường truyền UART ấy thì nó luôn luôn đặt ở mức là 1. Cho đến khi nào mà muốn truyền dữ liệu thì bit start sẽ được kéo xuống bằng 0, tức là bạn sẽ truyền một bit 0. Bình thường ấy, trên cái đường truyền của bạn nó ra là bằng 1, thì bây giờ khi nào mà bạn thu được bit 0, tức là bạn biết được à đây là bit start. Tất nhiên là cái bit 0 này nó dài bao nhiêu thì nó phụ thuộc vào tốc độ bao, đúng không? Bit 0 này nó có độ dài là bằng bao nhiêu giây ấy. Đấy, thì là nó phụ thuộc vào cái tốc độ bao bạn thiết lập. Và bạn có mấy cái bit 0 này thì nó phụ thuộc vào cái format kênh truyền của các bạn. Như vậy thì đấy là lý do tại sao mà bên thu với cả bên phát mình phải đặt cấu hình nó giống như nhau. Thế cái trong cái khung truyền nội dung thứ hai là cái data. Cái data nó chính là cái dữ liệu truyền. Thì ở trong STM32 ấy thì cái khung truyền của nó quy định là 8 bit hoặc 9 bit, thì cái con của mình ở đây là con 32 đúng không? Con ARM STM32, do đấy là cái khung truyền của mình cũng đặt ở đây là 8 bit hoặc là 9 bit. Thế trong cái quá trình truyền tin thì bit có trọng số thấp nhất sẽ được truyền trước, và bit có trọng số cao nhất là bit được truyền sau cùng. Cái thứ ba là cái bit chẵn lẻ. Bit chẵn lẻ này dùng để kiểm tra cái chuỗi dữ liệu mình truyền đi có đúng hay là không. Thì ở đây có hai cái loại bit chẵn lẻ, một là chẵn lẻ chẵn và một hai là chẵn lẻ lẻ. Thì ta hiểu cái bit chẵn lẻ này là như thế nào. Tức là thực ra đây là một cái loại mã chẵn lẻ. Thế thì trong cái data của bạn ấy, cái data của bạn có thể là 8 bit hoặc là 9 bit đúng không? Đấy, thế thì trong cái data đấy máy tính nó sẽ đếm xem là có bao nhiêu bit 1. Thế nếu như mà số bit 1 của bạn là số chẵn thì nó chuyển số 1 chẳng hạn, nó gửi thêm số 1 chẳng hạn. Nếu như bạn định nghĩa là chẵn lẻ chẵn, tức là gì? Tức là cái dữ liệu của các bạn truyền đi ấy, cái số bit 1 nó luôn luôn là số chẵn. Vậy thì khi mà dữ liệu của bạn đếm được một số lẻ các bit 1 thì nó sẽ thêm một số 1 nữa để cho nó là số chẵn. Ví dụ như này nhá. Đây, ví dụ cô có 5 bit truyền đi chẳng hạn. 1 0 1 1 chẳng hạn. Thế bây giờ ví dụ cô quy định là chẵn lẻ chẵn, tức là cái chuỗi bit mà cô truyền đi này này, cái số 1 ấy, số các số 1 luôn luôn là số chẵn. Đấy. Thế thì như vậy bit chẵn lẻ là cái bit mà cô thêm vào cái đằng đuôi này,
Đấy. Để làm sao cho cả cái chuỗi bit mà cô truyền đi này, số bit 1 luôn là số chẵn. Vậy thì bây giờ cô sẽ đếm. Đây là 1, 1, 2 số 1, 3 số 1, 4 số 1. Như vậy số 4 là số chẵn gì? Vậy thì cái bit chẵn lẻ của cô điền vào đây là số 0. Để đảm bảo được là cái dữ liệu của cô lúc nào nó cũng là số chẵn. Đấy. Thế ví dụ cô điền, cô truyền cái chuỗi là 1, 1, 0, 0, 1 chẳng hạn. Đấy. Thế thì ở đây là cô có 1 số 1, 2 số 1, 3 số 1. Vậy cái dữ liệu của cô bây giờ đã đăng là lẻ các số 1. Thế thì cô phải điền thêm số 1 vào đây để cô truyền đi để sao cho cái số bit này luôn là chẵn. Đấy là trong trường hợp là chẵn lẻ chẵn. Thế còn chẵn lẻ lẻ thì ngược lại, tức là số bit 1 đấy luôn luôn là số lẻ. Đấy chưa? Thế trong cái cung truyền ấy, thì cái bit này nó không phải là bắt buộc. Đấy, cho nên rằng là chúng ta có thể không truyền cái bit này cũng được. Tức là bạn bỏ cái bit này khỏi khung truyền thì cái bit này nó sẽ thay bằng bit dữ liệu. Thì cái bit cuối cùng của bạn này là cái bit stop. Cái bit này là nó để báo cho bên nhận biết được là đã gửi xong cái dữ liệu. Cái bit stop là bit bắt buộc, và ở đây bạn có thể định nghĩa nó là một bit, có thể là 1,5 bit, cũng có thể là 2 bit hoặc là 0,5 bit, tùy vào cái thiết lập của chúng ta. Đấy, như vậy khung truyền nó có 4 cái dữ liệu như vậy. Thế bây giờ đi vào thiết kế cái ứng dụng nhúng của các bạn thì các cái bước thiết kế cũng giống như hôm trước. Bước thứ nhất là các bạn tạo ra các cái project ở trong Vibrado. Bước thứ hai là bạn thiết lập cho cô các cái bạn cấu hình cho cô cái khối PS. Đấy. Thế cái sau khi mà bạn cấu hình rồi thì bạn bắt đầu bạn dịch ra và tạo ra các cái file bit và export sang SDK, sau đó các bạn viết chương trình ứng dụng. Đấy. Bây giờ ví dụ như này, ví dụ bây giờ ví dụ cô thiết kế một cái khối nó bao gồm hai phần này, phần PS thì nó gồm một lõi ARM Cortex này và một khối UART này. Đấy. Thế còn phần ngoại vi thì cô cho một cái khối, hai khối GPIO này, một cái để cô điền cái nút nhấn và một cái là LED. Ví dụ thế. Thế bây giờ với cái này thì đây tôi thiết kế sẵn đây rồi. Nó nhanh. Đây, ở đây cô có một cái khối ZinQ đây nhá, với cả một cái khối GPIO. Cái khối và GPIO này cô nối với LED và button. Chà, cái này để cho nó ngắn thì cô dùng hai kênh. Thế nhưng mà trong đây thì cái UART của bạn nó nằm ở chỗ nào? Thì khi mà bạn gọi ra cái khối ZinQ này này, thì bạn thiết lập cho nó. Đấy, bạn kích đúp vào cái khối đó, bạn thiết lập cho cô cái khối peripheral này, bạn chọn cho cô vào cái peripheral nhá. Thế ở bên trong này ấy, thì cái con này nó hỗ trợ sẵn cho bạn, nó có hai cái khối UART này, UART0 và UART1. Thì bây giờ ví dụ bạn dùng một kênh, một cái khối giao tiếp này thôi thì bạn tích vào một cái, bạn thích tích vào cái 0 cũng được, cái 1 cũng được nhá. Đấy, hoặc là nếu bạn dùng cả hai thì bạn tích cả hai vào đây. Đấy. Thì trong cái phần cấu hình của UART nó chỉ đơn giản thế thôi nhé. Bạn chỉ cần tích vào đây. Thì ví dụ như của cô đây, cô đang trong cái thiết kế này, cô đang tích sẵn vào cái UART1 nhé. Đấy. Thì chỉ cần tích vào đây thôi, sau đó nhấn OK. Thế còn lại tất cả các cái thiết lập khác của các bạn thì y xì như bài trước.
Đấy là thiết kế phần cứng. Thế bây giờ đến phần mềm. Phần mềm thì ở đây chúng ta sẽ khai báo cho cô ngoài cái thư viện X-Parameter với cả GPIO vì mình gọi nhá. Thì bạn gọi thêm cho cô cái thư viện UART này, XURTPS này. Đó, chắc chắn là bạn phải dùng cái thư viện này. Ngoài ra ấy, thì để mình muốn là mình hiển thị được cái kết quả ở trên màn hình ấy, để mình nhìn thấy xem là nó có giao tiếp với máy tính được thật hay không, thì ở đây bạn khai báo thêm cho cô cái thư viện STDIO để mình dùng cái hàm print nhé. Đấy. Còn cái thư viện print này thì có thể không không cần cũng được này. Đấy. Bạn khai báo cho cô cái thư viện STDIO.h để mình xem là dữ liệu mình nhận được mình hiển thị lên màn hình nhé. Thế còn trong cái phần khai báo biến thì bạn khai báo cho cô ba cái kiểu biến này. Thứ nhất là XGBio, thứ hai là XURTPS config. Cái biến này ấy là biến để nhận cái tham số cấu hình của cái cổng URT của các bạn. Thế còn ở đây là cái tham số thứ ba ấy, cái biến kiểu biến thứ ba là XURTPS, thì cái tham số này nó chỉ đến cái giao tiếp URT của mình. Đó. Vậy nó có hai loại nhé, một cái là chỉ đến cái địa chỉ cấu hình cái port này, được chưa? Cái cổng giao tiếp này. Thế còn một cái là chỉ thẳng đến cái cổng đó. Thì khi bạn cấu hình cho URT thì bạn dùng cho tôi hai hàm. Hàm thứ nhất là hàm XURTPS lookup config. Thì ở trong cái hàm này ấy là cái tham số của bạn chỉ đến là ID của cái URT. Ví dụ như thế là ở đây ấy, nếu như mình không đặt cái gì cả thì nó sẽ cái ID của nó ở đây nó chỉ là X PAR nhá, PS7 này. URT thì có hai cái cổng. Mà như mình vừa mới xem, như cô vừa mới chỉ cho các bạn ở bên thiết lập cái khối PS ấy, cái con gene queue ấy, thì là ở đây có UART 0 và UART 1, thì bạn tích cái nào hoặc là bạn bạn tích cả hai cái thì bạn mở cái giao tiếp nào để bạn truyền nhận thì bạn chọn cái đó. Đây là chỉ thay số 1 với cả số 0 thôi nhá. Mà cái chỗ này mình define trên cũng được mà cô cho không ạ? Define cũng được. Đấy. Cái này define thành tên của các bạn cũng được, nhưng mà cái tham số này là cái tham số lấy ở bên parameter. Và lưu ý là mình chọn cái URT nào thì mình phải chọn ở đây, mình phải gọi đúng con đó. Thế đấy, thì cái hàm này nó sẽ trả về một cái tham số là tham số config. Đấy, đây là cái biến ấy mà mình khai báo như ở trên ấy, là nó khai báo thuộc XURTPS config, là cái biến này. Đấy. Nó sẽ trả về cái biến này. Biến này để làm gì? Biến này để mình gọi cái cấu hình cho cái URT để mình thiết lập nó. Đây thì để thiết lập nó thì các bạn dùng cho tôi cái hàm xurtps config nhé. Đây, init thì nó gồm có ba cái tham số. Tham số thứ nhất ấy thì đây là địa chỉ của cái URT mà mình của cái biến URT mà mình thiết lập, thì cái địa chỉ này ấy, cái này nhá. Cái tham số thứ nhất nó chính là thuộc cái kiểu XURTPS này, là cái biến mình khai báo ở đây. Cái tham số thứ hai là config, tức là kết quả trả về của cái hàm trên này này. Đấy. Để cái hàm trên này nó đi tìm xem là có cái khối URT này hay không. Nếu có thì nó sẽ trả về cái giá trị ở trong cái giá trị config này. Thì ở đây cái tham số thứ hai là mình là kết quả của cái câu lệnh trên. Còn cái tham số thứ ba ấy là nó chỉ đến địa chỉ cơ sở của cái khối URT này ở trong cái vi xử lý của các bạn. Đấy. Như vậy là hai cái hàm này chắc chắn phải gọi đầu tiên đã nhá. Đấy, để nó thiết lập xem là URT của bạn ở đâu. Đấy, bước tiếp theo là bạn sẽ cài đặt cái tốc độ bau của bạn, thì bạn sử dụng cho cô cái hàm XURTPS set baud rate này. Thì ở đây gồm có hai cái tham số. Tham số thứ nhất là cái địa chỉ của cái cổng URT của cái khối URT mà bạn gọi trên, nó chính là thằng này này. Đấy. Và cái thứ hai là cái tốc độ bau, thì bạn điền vào như trong cái chuỗi vừa nãy có bao nhiêu tốc độ thì bạn chọn cái tốc độ nào bạn truyền. Thì bạn thông thường thì ở đây hay chọn là 1 1 2 5 0 5 0 0.
Thế còn đấy là mình cấu hình cho nó. Thế sau khi bạn cấu hình xong thì bạn có thể truyền và nhận dữ liệu thông qua cái hàm XORT send và receive. Thì cái hàm này, hai cái hàm này nó gồm có ba cái đối số. Đối số thứ nhất là cái con trỏ chỉ đến cái địa chỉ của cái khối URT mà bạn dùng. Đấy, cái thứ hai là cũng là một con trỏ, nó chỉ đến địa chỉ của cái dữ liệu ấy, cái biến lưu trữ dữ liệu mà các em muốn truyền đi ấy. Đấy. Thế còn cái tham số thứ ba ấy, nó là một số là bạn định truyền là một khung truyền hay là bao nhiêu khung truyền thì bạn điền vào đây. Đây là một số nguyên, đấy là tham số. Thế đấy là khi mà bạn dùng phần mềm thì tất cả những cái hàm này nó thuộc ở trong cái thư viện là XURTPS. Đấy. Thế bây giờ trong cái project đấy nhá, thì cái này cũng tạo ra rồi này, cũng tạo ra sẵn rồi cho nó khỏi lâu rồi. Tôi chuyển sang bên kia. Đây thì ở đây cô tạo ra một cái ứng dụng đơn giản thế này thôi. Ở đây cô chỉ gửi đi, cô làm như thế này. Tức là cô sẽ nhấn cái phím button, nếu như mà cô nhấn cái phím button, nếu như viên luồng 1, tức là nếu mà cô nhấn cái phím button ở giữa thì cô sẽ gửi qua cái URT, tôi cứ gửi qua cái khối URT này lên máy tính này một ký tự bất kỳ. Ở đây tôi đang đặt là tôi sẽ gửi ký tự A lên nhé, lên cái máy tính. Khi mà tôi bấm một cái nút ở dưới kit của chúng ta thì ở đây ấy đây trong cái chương trình của mình ấy thì cô khai báo các cái thư viện này, STDIO này. Ở đây tôi khai báo thêm một cái thư viện platform này để làm gì? Để tôi mở cái cửa sổ chạy của nó ra. Đây, cái cửa sổ chạy ở đây có cái terminal này, nội ở bên trong này. Cô mở cái này ra để cô xem là cái chương trình của mình nó gửi dữ liệu, nó có gửi trực tiếp lên đây không nhá. Cho nên là cô gọi cái hàm này, gọi cái thư viện này. Thì trong đây cô khai báo một cái báo biến đây này. Ngọc ơi, Ngọc tắt mic đi. Cô khai báo một cái biến là URT config nhá. Đấy, khai báo một biến là URT này và một biến là XBO nhá. Thế ở đây tôi đặt cái biến ký tự của tôi là bằng biến A này và tôi khai báo một cái button value này để xem là cái phím nào được bấm. Đấy. Thế trong cái phần cấu hình URT nhé, trong cái này cô chỉ viết một hàm main thôi. Trong cái cấu hình URT này, thứ nhất là cô gọi cái hàm config, lookup config để tìm lên cái URT 1 của cô nhé. Đấy. Đấy, sau đó thì
cô thiết lập các cái cho cái địa chỉ của cái cổng UART này. Cô đặt cái tốc độ bao của nó ở đây đang là 5760 nhé, cho cái UART này. Thế còn chỗ này, cái đoạn này là cấu hình của thằng GPIO thì thôi không nói nữa. Thế bây giờ tôi đưa vào cái vòng lặp thì tôi sẽ đọc cái giá trị của cái nút bấm này nhá. Nút bấm này tôi sẽ đọc ra đây. Đấy. Thế tôi xóa cái chữ hello đi. Thế là nếu như mà cái phím bấm của tôi là bằng 1 thì tôi sẽ gửi đi một ký tự. Đấy. Tôi sẽ gửi đi một ký tự. Thế thôi. Cái đoạn này thì bỏ đi. Đấy, cứ khi nào mà cô bấm cái phím button thì tôi sẽ gửi một cái ký tự A lên. Tôi build nó xem nào. Thế bây giờ cô đao cái phần cứng xuống con MBGA nhé. Rồi đây này. Ok. Bây giờ cô sẽ chạy cái UART này nhé. Mẹ sắp cắt rồi nhỉ? Không. Con lo xem cái kính của mẹ vừa để ở đâu ấy nhỉ, mẹ chán nhìn đến chữ gì. Nó đang lỗi ở đâu ấy nhỉ? Easy. Rồi, ok. Thế nhá, thế bây giờ tôi chạy. Tôi chạy thế này. Rồi, ok. Để đợi tôi cắm đi. Cái dây chuyền này nữa. Thế bây giờ cô sẽ đi xem là cái cổng của tôi ở đây là cổng nào nhé. Đây là nó qua cổng COM 6 nhé. Đấy. Đây, đây là cái cổng ở đây. Đây được rồi. Connect nó này. Ok nhá. Bây giờ cô bấm cái phím ở dưới này. Đấy, cô bấm lại thì cô gửi chữ A đi, nhìn chưa? Đấy, các bạn đã nhận thấy là ở trên cửa sổ này là đấy. Mỗi lần một lần tôi bấm cái phím thì nó sẽ gửi đi cho tôi một chữ A. Được chưa? Đấy. Đấy là cái giao tiếp UART của các bạn. Thế thì ở đây ấy, khi mà giao tiếp qua cái này thì bạn hoàn toàn bạn có thể test được các cái khác thông qua cái lệnh print này này. Đấy. Có nghĩa là bạn bạn bạn
cái gì, cái mà bạn gửi đi hay là cái bạn nhận về thì bạn có thể thể in lên trên này, được chưa? Thế đấy là ở đây ấy, thì là một cái ví dụ về truyền và nhận dữ liệu đấy, thì các bạn có thể đọc cái dữ liệu nó chuyển qua UATP như thế nhá. Thế thì cái phần này cũng không khó lắm. Đó, cái phần code ở đây nó cũng không khó lắm. Nó theo đúng như cái các cái hàm và các cái bước mà cô giới thiệu ở trong slide cho các bạn. Thế bây giờ các bạn sẽ làm lại cho cô nhé. Làm lại cái ví dụ mẫu này và các ở trên máy của các bạn thôi, xong các bạn cứ build nó ra. Đấy, cứ cái project này bạn build nó ra, hễ mà nó không báo lỗi gì thì tạm thời coi như là ok. Đấy. Đây, làm cho cô cái bài tập này. Thứ nhất là bạn thiết kế cho cô cái phần cứng này đã. Nhẽ vào đi. Cô em xin sọt code của cô. Ở đây. Ôi, cô không đưa cái code này vào lên này à? Để cô gửi vào chat. Cô gửi vào chat này nhé. Cô ơi, hình như là tạm thời chưa có lịch học ở trên trường đâu. Em thấy hình như lại bọn trường lại thôi đâu. Cô biết thế thì học làm sao được em. Bây giờ các bạn còn 4 buổi hôm nay này, với cả 2 tiết của buổi thứ 7 nữa là hết môn nhé. Đấy, cô gửi hết, code qua cái nhóm chat. Là hết lý thuyết đúng không cô? Xong rồi sẽ mình xong rồi. Hết lý thuyết thì tiếp theo là đến cái phần thực hành. Phần thực hành thì sẽ là như thế này nhá. Khả năng là lớp mình chưa được đi đâu. Vì là các bạn thực hành môn này nó lại cũng không được đánh vào môn thực hành ở trên máy tính. Cho nên là chưa chắc các bạn đã được đi học thực hành online đâu. Đấy, cái này thì còn phải xem chỉ thị của khoa như thế nào đã. Nhưng mà để cho nó tiện thì chia nhóm cho cô đi. Chia nhóm cho cô xong đăng ký học sang ban ngày cho cô đi. Nhờ. Thôi nhé, không học vào buổi tối nữa nhé. Học ban ngày đi cho nó sáng sủa nhá. Em sợ em đi làm. Thôi đứa nào đi làm thì kệ. Thì một hai đứa đi làm thì kệ. Chứ bây giờ học buổi tối thì chết. Mà thứ nhất ấy là khả năng cũng khó học buổi tối. Bởi vì là học buổi tối thì COVID như này là chưa chắc người ta đã chưa chắc người ta đã cho các bạn ở trường đến 9 giờ. Mà học buổi tối là phải học đến 10 giờ kém 15 mới tan mà. Đấy. Cô ơi, em sợ của ngày thì nhiều bạn bị trùng lịch với các thứ hành môn khác của. Thế thì cô mới bảo là bây giờ chọn đi. Tôi chả dạy lớp nào cả, các bạn chọn thích học buổi nào tôi dạy buổi đấy. Từ thứ hai đến thứ bảy. Thích học sáng chiều buổi nào tôi cho dạy học buổi đấy. Cục Ctrl A copy nhá, tôi gửi lại nhá. Ủa, nắm những cái ấy ta. Rồi đây. Ở đâu nhỉ? À, thôi chết rồi, cái này là phải thiếu à? Rồi. Thế cô gửi thành hai đoạn chat nhé. Hai đoạn khác nhau, chắc là nó giới hạn số ký tự. Bây giờ chia nhóm thành chia lớp thành 2 hay 3 đây? Thực hành online trên máy, tạm thời là cứ thực hành trên máy này hả cô? Chưa chắc người ta đã cho các em thực hành ở trên máy đâu. Vì môn của mình là môn thực hành trên kit. Khó nhỉ. Cho nên là sợ là phải đợi. Cô nghĩ là chắc là phải đợi hết dịch ấy, hoặc là vãn dịch bao giờ người ta cho đi ấy, thì các bạn mới được đi. Đấy. Hoặc là nếu như mà từ giờ đến bao giờ thi ý nhỉ? Cuối tháng 8 thi đúng không? Tức là
Có khi là đến nếu mà cuối tháng 8 thì có khi mình cũng phải nghỉ vài tuần. Nếu mà vãn dịch người ta cho mình đi học. Thì các bạn đăng ký cho cô nhờ lịch sang ban ngày đi chứ lịch buổi tối. Buổi tối thì làm sao mà đi học dịch như này người ta có cho 9 giờ người ta có cho ra đường nữa đâu. Mà tôi sợ dậy buổi tối lắm. Thì bây giờ như này, các bạn đăng ký. Ví dụ như là thứ hai có đi học được hay không? Có bao nhiêu người đi học được thứ hai? Bao nhiêu người đi học được thứ ba? Bao nhiêu người đi học được thứ tư? Thì tôi bây giờ tôi loát cái danh sách xuống nhá. Xong rồi các bạn cứ tích vào những cái buổi nào mà các bạn có khả năng đi học được. Sau đấy tôi sẽ nhìn vào cái bảng đấy ấy, để tôi xếp lịch. Có nghĩa là bạn mà đi học được được từ thứ hai thứ sáu là các bạn cứ tích cả từ thứ hai thứ sáu cho cô nhá, hiểu không? Đấy, xong rồi cô sẽ xếp cái lịch thế nào cho nó hợp lý nhất. Em thiết kế đi để cô đi cô đào cái danh sách xuống. Em vẽ sơ đồ đi, làm bài tập đi, làm đúng cái bài của cô vừa mới đi. Được ạ. Ơi mày cho học sinh được nghỉ làm gì? Con hỏi luôn. Thôi. Bao giờ mẹ được nghỉ giải lao? Bao giờ mẹ ăn nghỉ thì nghỉ. Bao giờ bố về mẹ nghỉ giải lao đây nhá, cô lập cái file Excel nhá, tên các bạn có sẵn đây rồi nhá. Đây từ thứ hai đến thứ bảy sáng chiều bạn học được những buổi nào bạn cứ tích vào đây nhá. Tốt nhất là bạn điền số số 1 với số 0 vào đấy để cô cộng cho nó dễ nhá. Ví dụ bạn học được thì bạn điền số 1, bạn bạn không học được thì bạn điền số 0 nhá. Được không? Vâng ạ. Bây giờ cô cho cái file này. Em ơi gửi lại cho cô cái link của nhóm Zalo đi cho cô vào với. Hôm trước cô Ui, cô tạo thêm cái Google Drive thứ tạo thế thì mỗi bạn tải nó tự nhiên chết rồi. cái gì Tạo online. không, Tạo để thêm có cái gì để có gì còn nhắc có cái lịch thế. cô tạo mình chọn này online thứ tạo thế thì ba ông bạn tải về xong tự nhiên À ừ, không thì cô chết chặn thì cũng được.
Chạm trên đấy à? Ừ thì chạm trên đấy. Để em tạo một cái file Excel file Excel doc Để em lên chạm. tạo file online xong các bạn vào vote xong. Đây đi em bảo mua Hiệp làm cho cô đi. Đi đây bây giờ làm nào để cô vào được cái Zalo rồi nhỉ? Tích vào đây đúng không? Không, không phải. Vào Zalo, tôi vào Zalo của tôi nhỉ. Một chút cóp cái này nhỉ, copy cái này à, ở đây cả nào nó cho cô vào đây. Đây cô thấy rồi, nhưng mà làm nào để cô vào được? Em nhấn vào link ạ. À, cô nhắn một cái tin vào đây à? Không, nhấn vào link. Bạn lấy thêm cô vào. Cô phải hủy cái chọn đi cô. Chữ hủy ở bên kia đi. Cô nhấn là chữ hủy bên tay phải ạ. À? Cô đọc số điện thoại cho một bạn ở đấy, ép cô vào là xong rồi. Này nó có cô này. À đây rồi, đây đúng không? Tích vào tham gia nhóm đúng không? Ờ đây. Vâng. Rồi, thế bây giờ làm bài này đi. Còn Hiệp làm cho cô với đăng ký thực hành đi. Đẩy nó sang ban ngày đi cho cô gái, không 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 ban tối đâu. Rồi, mình đặt cái việc đăng ký thì cứ đăng ký thế thôi, chứ còn nếu mà tuần sau mà không đi học chưa chắc các bạn đã được học online đâu nhá, vì nó liên quan đến cái kit đi học online, làm gì có kit đâu, học như thế này bạn cũng có biết là bài của bạn nó chạy hay không đâu mà.
Học thứ bảy không cô? Thứ bảy có. Điền cả sáng chiều thứ bảy vào đấy xem nào.
Cô chắc em đăng ký sau, mấy hôm nay em đi phỏng vấn mấy chỗ, đợi em xem tôi xếp lịch em đăng ký được. Ừ, em đăng ký sau đi. Em cứ đăng ký vào đấy xong rồi bao giờ đến đến lúc có lịch thực hành thì lúc đấy cô mới đăng ký trên trường thì cô nhắn vào nhóm cho nhá. Để tôi biết chứ còn 1-2 người đăng ký sau cũng được. Vẽ xong cái này chưa? Chạy xong cái này chưa các em ơi? Rồi ạ. Ờ, thế bây giờ chuyển sang lập trình đi. Viết chương trình đi. Đâu? Đấy nhá, cô vừa viết cho bạn cái chương trình là gửi ký tự A thôi nhá. Thế còn bây giờ bạn viết các cái chương trình này này. Em làm đi, ai thắc mắc gì đi hỏi nhé. Có ở trên cái bộ kit này nó có bị lỗi là mình ấn một nút nó bị cái nút nó bị đì nó thành tính ấn mấy lần không cô? Ví dụ như ấn nút center ấy, mình nhả ra nó có bị tính 2-3 lần không? Không. Cái đấy thì thế thì phần lập trình của mình chẳng không cần công lệnh để hãm mấy cái đấy rồi. Thông thường thì lập trình vi điều khiển là bạn vẫn phải hãm đấy, bởi vì là nó khác nhau ở cái chỗ là em có giữ hay không. Vâng. Ừ. Chứ còn nếu như mà em nhấn xong em nhả luôn thì không có gì đâu. Vừa xong là cô cho chạy ở trên cái cửa sổ terminal ở thằng này ấy thì nhìn nó không rõ. Bởi vì là cô dùng cái lệnh brin ở đây. Chứ còn các em có thể cài cái thằng này nè. Cài cái phần mềm này nè. Đấy. Thì là nó sẽ đọc cái dữ liệu đúng ở trên cái cổng nào mà bạn cắm vào, cổng cơm mà bạn cắm ấy, đọc cái dữ liệu thật. Đấy, bạn có thể dùng cái phần mềm này bạn gửi dữ liệu xuống, được, gửi xuống vi điều khiển cũng được. Đây cái thằng này. Đấy, bạn dùng cái này này. Để bạn có thể gửi được dữ liệu xuống à, xe này, ví dụ bạn muốn gửi cái gì bạn gửi xuống được nhé. Đó, thì nó sẽ trực tiếp, còn cái là cái terminal của cái thằng SDK này nó mô phỏng thôi, thì có thể là bạn nhấn nó chạy 1-2 lần vì cái lệnh print này này. Chứ còn nếu như mà bạn dùng cái phần mềm này, cái phần mềm mà tôi vừa chiếu ấy, thì là cái lệnh print này nó không có tác dụng ở trong cái phần mềm đó nhé. Cho nên là bạn xem cái gì bạn nhận được cái đó.
Cô chưa chấm bài kiểm tra đâu nhá. Chắc là phải cuối kỳ tôi mới chấm. Còn mấy bài nữa em không nhỉ? Còn làm mấy bài kiểm tra nữa? Để cũng xem lại nhé. Đằng trước cô có dấu cách hay sao ấy, nó không nhận. Ba bài kiểm tra em nhá. Một bài lý thuyết thôi. Bài lý thuyết là bài vấn đáp đấy. Thôi, vừa xong kiểm tra thế thôi. Thế còn hai bài là hai bài thực hành nhá. Hôm trước là bài thường xuyên 2 hả cô? Hôm trước là bài thường xuyên 1. Vấn đáp mà 70 bạn thì cô có một vấn đáp 3 buổi tối mới hết. Môn này mình học theo lịch trình là đến bao giờ kết thúc? Các bạn còn 2 tiết thứ 7 đó là hết lý thuyết. Còn lịch thực hành thì để chờ xem thế nào đã. Các bạn có 30 tiết thực hành, tức là có 6 buổi thực hành, 5 buổi thực hành. 5 buổi thực hành nữa. Đấy, còn 2 bài kiểm tra thực hành nữa thôi.
cô. Ơi bạn nào nói đi. Của em không có cái platform thì gọi đâu ạ. Hả? Cái platform chúng xin ạ. Đây. Con máy nó không nhận gọi, nó ra lỗi. Cái đấy không có sẵn cô ơi. Không có sẵn ở trong máy á. À, nó chỉ có cái platform config.h, còn không có mấy cái platform còn lại. Thế thôi, thế em xóa cái này đi. Em xóa cái này đi thì em xóa cái này đi. Xóa cái init platform này với cả clean up platform này đi. Bây giờ nhá, bây giờ thử test này. Chà, bạn cũng không test được, không có phần cứng bạn. Em thấy mấy bạn kêu bảo không có thư viện platform. Ờ thì bỏ cái này đi. Nhưng sao các bạn lại không có được? Máy tôi có khác gì đâu, cũng cài cùng phần mềm với các bạn. Bỏ đi view code xem dòng lệnh nó lỗi thì thay xem được không? Bỏ đi. Bỏ đi nhá, bỏ đi thì bỏ cốt thằng này này, init platform này này. Đó. Cứ bỏ thằng clean up platform này đi thôi. Cái platform này có tác dụng gì vậy cô? Cái này là để cho nó chạy ảo được ở trên máy tính này. Nhưng mà thực ra thì nó vẫn ảo, cũng không thể ảo được, nó cũng không mô phỏng được bởi vì vẫn phải chạy qua kit. Đấy là bạn vẫn phải cắm kit, như vừa xong cô vẫn phải cắm kit vào. Hiếu báo lỗi như nào? Share màn hình đây nào. Bạn Hiếu báo lỗi như nào? Share màn hình đây không? Xem nó lỗi câu nào đi. Nhảy nút nhỉ? Nó có hai bài à? Có hai file chấm C không? Ở trong code đấy. Lỗi có phải ở cái chỗ sọt đâu, ấn thử vào cái chỗ include xem nào. Ở bên file, bên cột file. Vâng, bài em đúng không ạ, này không có cái platform ở chỗ FNC. Thêm cả debug nữa. Nó báo lỗi ở đấy nhờ. Thấy lỗi đâu, nó phải báo luôn. Không thấy lỗi đâu cả. Chỉ thấy lỗi thôi chứ không thấy lỗi đâu cả. Kéo trượt sang ngang lên nó bảo cái lỗi gì nào. Đấy, tiếp vào đây nè. Thích không ra gì của. Cái platform hình như là lúc mình tạo một application mới thì mình để nguyên nó mấy cái Hello World, là nó có cả platform với của đúng rồi. Nó có cái thư viện platform.h theo cái đấy luôn. Đúng rồi. Em
Em kích vào cái cửa sổ console này nào nó báo lỗi ở đâu? Kích ở xong xong một đời đúng không? Nó không nói gì đúng không? Nó báo lỗi ở câu 1 tuyệt thật đây này, báo lỗi ở file chấm C đấy, file code đấy. Hay là lỗi này mình không đặt này cô? Đặt gì? Hay do đặt tên này nó không được? Tên đâu? Có cái gì mà không được, em thích đặt tên của em, thích đặt là gì thì đặt. Nhưng mà cái đường dẫn của em ấy, tất tần tật các cái tên với cả đường dẫn của em là không được có dấu cách đâu. Em có dấu cách đâu mà. Ừ. Em ơi. À thì chết rồi. Cậu đặt tên file với cả tên project giống nhau hay sao ấy nhỉ? Vâng, như thế cô ạ. Ô thì sửa lại cái tên này nào. Sửa lại cái tên đấy thôi. Đấy.